Thưa quý vị và các bạn, là một xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, Khuê Ngọc Điền xác định thay đổi phương thức sản xuất thông qua các mô hình kinh tế tập thể là giải pháp hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần cơ cấu lại sản xuất, liên kết giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Gia đình anh Bùi Ngọc Dũng ở thôn 5 xã Khuê Ngọc Điền trước đây là hộ nghèo, do đất ít lại xa nguồn nước nên chuyển đổi cây trồng không hiệu quả. Năm 2020, nhờ tham gia tổ hợp tác sản xuất rau củ quả, giúp thu nhập của gia đình tăng lên đáng kể. Đất này trước đây là mình trồng cà phê, xong trồng bắp. Nhưng mà xong bây giờ mình chuyển qua cây môn, nên thấy cây môn là hiệu quả kinh tế nó cao hơn nhiều. Gia đình chị Trần Thị Nga có gần 1 hectare đất sản xuất lúa kém hiệu quả. Từ khi tham gia tổ hợp tác nuôi bò vỗ béo, gia đình chị đã chuyển toàn bộ đất sản xuất sang trồng cỏ để nuôi bò. Đến nay, mỗi năm gia đình chị xuất chuồng 2 lứa, mỗi lứa khoảng 10 con bò. Sau khi trừ chi phí, còn lãi từ 250 đến 300 triệu đồng. Tham gia vô cái tổ hợp tác thì nuôi bò thì thấy cũng có lợi, có đồ nhận, có nói chung là thu nhập cô trong... Xã Khuê Ngọc Điền hiện có gần 3.000 con bò, trong đó trên 80% là bò lai, có thể trồng to và giá bán cũng cao hơn các giống bò địa phương. Hiện nay, diện tích trồng cỏ nuôi bò trong xã đã tăng lên gần 74 hectare. Các tổ hợp tác xã nông nghiệp đã khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở xã Khuê Ngọc Điền, huyện Crong Năng. Thông qua tổ hợp tác xã, các cấp ngành hỗ trợ thành viên tiếp cận thị trường, định hướng sản phẩm chủ lực, hỗ trợ vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu, tổ chức các lớp bồi dưỡng quản lý, trang bị kiến thức quản trị kinh doanh cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã nhằm đổi mới tư duy phát triển kinh tế, kết nối với các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Nhờ tham gia các tổ hợp tác xã, nhiều người dân ở xã Khuê Ngọc Điền đã tăng thu nhập, nâng cao đời sống, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, phấn đấu đưa xã Khuê Ngọc Điền cán đích nông thôn mới vào năm 2025.